Xin chào các bạn, mình là Bích Huệ. Hôm nay mình muốn hướng dẫn các bạn một món có thể ăn trong các dịp lễ Tết này, hoặc là cưới hỏi này, sinh nhật này. Mọi người đã quen thuộc với món gà luộc cổ truyền và món gà rán, gà quay. Nhưng hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn thêm một món từ gà, đó là món gà hấp trứng quay. Sau đây là nguyên liệu nhé. Chuẩn bị nguyên liệu xong, chúng ta bắt đầu lọc gà. Khi lọc xong, chúng ta thái gà thành từng miếng vừa ăn thôi nhé. Các bạn nhìn thái như này là được nhé. Đây là thịt gà mình đã thái xong rồi, chúng ta bắt đầu tẩm ướp nhé. Chúng ta cho ít gia vị này, tiêu này, mì chính này, đường này và một chút dầu nhé. Sau đó chúng ta trộn đều lên và chúng ta để ngấm nhé, trộn đều lên để cho ngấm. Sau khi ướp thịt xong thì chúng ta quay ra luộc trứng và sơ chế các loại nguyên liệu. Đây là thành quả chúng ta đã sơ chế xong. Trứng đã bóc vỏ rồi, chúng ta cho một chút nước hàng vào nhé. Đó. Đấy, cho một chút vào. Rồi chúng ta trộn đều lên để cho nó ngấm nhé. Sau đó chúng ta quay ra thái hành tây. Hành tây này chúng ta cắt làm đôi. Đấy. Rồi bổ ra làm tư. Cho miếng nó vừa cùng với miếng thịt gà. Rồi chúng ta tách rời ra từng miếng nhé. Còn cần tỏi tây và hành hoa chúng ta đã rửa sạch rồi thì bây giờ đem thì thái khúc nhé, đem cắt khúc. Cà rốt chúng ta cắt khúc để tỉa hoa rồi trang trí cho nó đẹp.
Sau đó chúng ta thái mỏng rồi để bày vào bát cho nó đẹp. Hành khô bóc vỏ rửa sạch để nguyên củ, còn nấm hương thì chúng ta ngâm và cắt bỏ chân rửa sạch. Cắt thái xong chúng ta đặt chảo lên bếp, cho dầu vào chảo, để dầu nóng già nhé, để chúng ta quay trứng, làm cho trứng vàng và chúng ta đảo đều cho chúng nó trứng vàng đều, đảo đều nhá, đấy đảo đều cho trứng nó vàng đều nhá. Đấy. Sau khi vàng đều thì chúng ta bỏ ra. Tiếp tục chúng ta cho dầu vào chảo. Rồi chúng ta cho hành vào phi thơm. Khi hành đã thơm thì chúng ta cho thịt gà vào xào chín tới nhé. Xào sơ thôi. Đấy, chúng ta xào sơ. Gà đã cho gia vị tẩm ướp rồi nên không cần phải cho gia vị nữa, mà chúng ta chỉ đảo cho sơ. Rồi cho nấm hương này. Đấy. Hành tây. Cà rốt. Chúng ta cho hành tây rồi chúng ta cho cà rốt. Rồi chúng ta đảo đều lên đến mức là nó chín sơ sơ thôi, thế là được rồi đấy. Sau đó chúng ta xếp các loại rau củ vào bát. Các bạn nhìn chú ý theo thứ tự mà tôi đã sắp xếp các loại nguyên liệu nhé, để cho nó đẹp. Sau khi chúng ta hấp xong thì chúng ta đổ ra đĩa nhìn cho đây. Cần tỏi tây và hành hoa chúng ta rắc ở phía trên nhé. Khi xếp xong chúng ta đặt nồi nước đun sôi. Sau đó chúng ta cho vào hấp khoảng 30 phút là được. Đây là thành quả bát gà hấp đã xong. Chúng ta bỏ ra và chút cái nước ở trong cái bát nước gà hấp đấy. Rồi chúng ta pha một ít bột đao. Và chúng ta xuống bột đao đun sôi lên xuống cho nó sánh nhé. Cho sốt nó sánh. Sốt này là màu trắng. Đấy, sốt trắng. Rồi chúng ta đổ bát gà úp vào một cái đĩa sâu, sau đó khi làm sốt xong thì chúng ta dội lên trên. Đây nhá, các bạn nhìn đấy, sốt sánh như thế này là được nhá. Đấy, độ sánh thế là được đấy. Rồi. Khi sốt đã sánh vừa thì chúng ta bắt đầu dội lên trên đĩa gà hấp nhé. Đấy. Cứ dội đều lên cho nó đẹp, nó bóng, nó đẹp. Đấy.
Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Đĩa gà đẹp chưa? Đấy. Ngon chưa? Nhìn rất là hấp dẫn nhé. Rất là muốn ăn luôn đấy. Các bạn nhìn, đây là món gà hấp trứng quay đã xong. Trứng màu cánh gián bóng ngậy, trông thật bắt mắt. Sự phối hợp hài hòa của nước sốt cùng với thịt và trứng trông thật hấp dẫn tuyệt vời. Chúng ta cùng thưởng thức nhé. Đây là món ăn rất là ngon, nhất định các bạn phải thử nhé. Thịt gà thơm ngon, chín mềm, trứng ngậy, không bị nát, hương vị vừa vặn, ăn như tan trong miệng. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Các bạn xem nhớ đăng ký, like, chia sẻ, ủng hộ mình nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.